ăn ha, đẹp trai ra vậy. Cái mai mốt tụi mày bị mụn thì má phải dắt tụi mày về ăn chị đi. Dạ. Mụn nó lên, mụn gì nó sâu quá nó mới đau đúng không? Đúng rồi, thôi cố lên con, cố lên. Chịu khó xíu nữa thôi. Nó muốn ăn vô thịt luôn mà nó mới đau vậy đó. Nhưng mà mình không nặng nó lên, nó dậy chỗ khác nữa. Lột. Đang ở Sài Gòn. Bữa nay đưa bà Hằng đi đó, sợ không chở con em đi làm mộc, đi làm mụn luôn. Đi rồi. Tôi sắp tới bệnh luôn rồi ông ơi. Tắt ở bãi rồi. Giờ chắc xế mới về á, giờ này con ở Sài Gòn mà. Ngâu ngâu vô chưa? Chút vô cái gì? Chút về. Bao nhiêu đây? Nhiêu đây? Nem xíu con. Ghé nè. Coi clip của em là clip đầu tiên đó, con nó nhờ sai nhau quá nhiều. Cái clip đầu thì cái dũng sình bay lại rồi mà mới đầu tiên lại. Cô thấy hơi ơ luôn. Cố lên. Nghe đỡ gì lắm rồi. Đỡ quá nhiều rồi đó không? Cố lên nha. Mà lúc mới lại cho bay lại bên má y như dũng sình luôn. Nhẹp nhẹp ướt ướt sao đâu. Nghĩa là thấy hả quang sắp hết rồi. Ráng chịu khó chút nữa. Lấy nhiều được bao nhiêu là nó nhanh hết bấy nhiêu. Trở thời gian mình đi. Đau lúc rồi đâu có đau, không đau, đau nữa đâu. Nó cũng đau. Nhưng mà đau có lúc mà bây giờ cắt nó nặng đau thôi, chút xíu hết rồi.
Thả lỏng rồi đi con. Thất gì ta?